lên đấy nhá. Giỏi quá. Một cung đường đẹp nữa của công tâm. Đường này là đường sẽ từ cửa khẩu Bờ Y đi qua giáp với đường mòn Hồ Chí Minh, nó có 18 cái thôi. Mình đi một lần rồi vắng qua, đường rộng thênh thang mà sau năm này thấy sạt lở phía trước quá. Nó chạy ra giáp ra bên kia là, để coi bên kia vậy? À, giáp ra đường mòn Hồ Chí Minh rẽ phải thì về công tâm, còn rẽ trái là đi ra miền Trung, đi ra Quảng Ngãi, Quảng Nam đó. Con đường này cách đây 3 năm mình đi nó vắng như chùa Bà Đanh vậy, chạy 18 cây số không thấy một chiếc xe nào chạy ngược chiều và cùng chiều. Thấy đúng một chiếc xe của mấy ông đi chở gỗ, xe Honda, xe Honda mà độ lại chở được cỡ 1 tấn 2 gỗ. Nếu mà chút nữa mình chạy con đường này mình gặp, mình quay cho các bạn coi đó, những đường rồi sáng năm nay nó sạt lở nhử tay nhìn thấy ớn á, thấy chưa. Rất là vách núi đồi trọc không, rừng banh sát hết rồi. Bên trái bên phải truyền đời là cà phê khoai mì. Đi 18 cái số con đường này hấp dẫn và đẹp hơn con đèo Măng Đen nha. Ồ, núi ở trên sừng sững không, đi hồi hộp lắm. Tại vì đó, đèo Măng Đen, đèo Măng Đen thì có bê tông đó, nó trắng chứ đây không có gì hết. Ở đây mình ọp xuống một phát thôi rồi là mơ luôn. Lúc này là phải tập trung nè, xuống dốc ôm cua như con rắn nè. Nhưng mà được con cái đường khó ăn, để chạy thử coi hết 18 cái số này có gặp ai chạy ngược lại không nha. Thank you.
hai phần luôn, hai luôn, dốc vừa phải. Bất thành nhân, nhưng mà không có ai, vì sao không thân tập, không hơn. Đường này đầu tư ngon rồi nha, ở giữa đường trồng cây dương á, cắt tỉa rất là đẹp, như là một cái trục dẫn với một cái trung tâm của một cái thành phố, một cái thị trấn nha, nhưng mà không có người. Quan niệm con phải tốc độ lắm á, phải cần phải số giờ hơn đó. Sạt lở phía trước kia chưa, cái này là do người ta cạt, ta lấy đất nó theo cái đà đó nó lở luôn, chứ nếu không cạt lấy đất thì là khó lở lắm. Kết cấu địa chất đã tỷ tỷ năm rồi, cần phải dễ, đã qua do người moi nó ra thôi. Đường sạt lở 5 km, cái mùa này mà đi cứ thấy mấy cái bản đồ đỏ vàng vàng lá mảnh test covid quái mũi. Một người không nói tôi hiểu, tôi thấy được một người. Con đường này cũng ít ai đây à, ít ai post lên YouTube à. Chú rừng, chú rừng, đại lý mua bán chú rừng, thôi chú rừng, ồ ở đây chú rừng à. Chú rừng, chú rừng, của mày, của mày. Số mà trồng toàn bộ dương liễu như là đây, cắt tỉa con khô đó. Phía trên là rừng thông, dưới triền đồi là cà phê. Trại này ta làm gì quá trời ta, coi coi. Trại ơi coi họ làm gì. Này nghe chắc trồng nấm quá. Đúng rồi. Nhiệt điện, nhiệt điện. Điện năng lượng mặt trời. Ở dưới là nấm. Ở mình có cái quay cái clip rồi. Đây, thêm hai người. Thêm hai người thượng đi cùng chiều nữa.
Đây, cái xe phía trước này là xe người ta đổ là hết rồi. Xe này chở được cả một, chở nhỏ là chở được một tấn hai đó. Xe đó hả, chạy leo dốc ghê lắm, leo dốc bỏ cái xe của tôi cái ác liền. Nhưng mà ra đường bằng vẫn chạy không nhanh nổi, anh chạy luôn ở đó thôi, chạy hết nhanh rồi. Mà khi lên dốc ghê lắm, mạnh ghê lắm. Đi vô cửa khẩu Bờ Y Đông Dương rồi đó. Đó, còn đường bên này đi về không thôi.